Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đập hộp một món ăn cũng là món ăn khô mà để trong hũ mà ngon bá cháy luôn nha. Đó là nguồn giao từ hải sản sạch Nha Trang đó ở Khánh Hòa các bạn. Cái gì đây? Hôm nay mình đập hộp một hũ hai hũ mực chua me các bạn. Để cho các bạn thấy đây là những món ăn chơi để trong hũ rất là tiện. Ví dụ buổi tối mình đói bụng hoặc là nhiều khi buồn buồn không biết cái gì để nhậu hoặc ăn thì có thể dùng những cái hũ này nè, thì một lon bia nè, hoặc là mình thì chỉ thích uống coca với xá xị thôi. Rồi đó, rai rai mở ra mời bạn bè. Thì giá của hai hũ này nhiêu ta? Rẻ các bạn, 54.000, như là một hũ khoảng 27.000 thôi. Thì đây là hũ mực rêu me Khánh Hòa nha, trời ơi, họ cũng chắc dữ lắm. Mình khui hộp ra đây cho các bạn thấy nha. Đây là món ăn ăn chơi rất là ngon lành nha. Đó đây, ây, trời ơi, xốp gói cũng ồ men, xếp chút là rạch đứt đứt hộp rồi. Cũng khổ ghê tại vì gói không thấy đầu đuôi, không biết là đầu là chỗ nào, đuôi chỗ nào, rờ rờ không biết đầu đâu đuôi đâu, phải rờ chứ không biết được. Đây hai con hũ này thì xốp gói cũng rất kỹ. Hải sản sạch Nha Trang ha, mình mua cái này ở trên Shopee mà. Hai hũ mực rime ngon lành này. Tối có thể ngồi nhậu hai hũ nha, cũng ngon lắm các bạn, để cũng sạch sẽ. Mực rime tẩm gia vị ăn liền, ngày sản xuất là 20 tháng 10, cũng mới đây thôi, hạn sử dụng là 3 tháng, vậy là tới 20 tháng một lần. Đây hũ mực rime có 27.000 một hũ các bạn. Thử mở ra hũ nha. Đây, ấy. Ồ, có giấy băng keo. Mình cứ tưởng là đóng gói vậy thôi, sao có dám ăn keo, chắc sắp cũng có kỹ ghê, sợ quá trình vận chuyển nó xúc nó rơi ra chẳng hạn. Đụng cái điện thoại rồi. Đây. Đó các bạn, hũ mực rim me mình zoom cho bự nè, giống như cái hũ mực rim me ngay trước mặt các bạn đó. Đây đây, mở ra nha mấy em, mở ra nha. Kẹo. Dễ coi. Ôi, quẹo quẹo các bạn. Me mà kẹo ngon lắm các bạn ơi. Kẹo me nó chảy rồi á. Trời ơi, coi ngon lành nè. Thử một miếng nha. Thì miếng mực này là miếng mực xé rồi các bạn, nó chỉ cỡ này thôi. Trời ơi, coi me me mà người ta làm sao mà quẹo quẹo như mực ong mà ngon mà. Không nói thành lời luôn á. Chua nhưng mà không phải chua quá, mực cay. Hai cái mùi vị vừa chua vừa cay nhưng mà nó có tí tí ngọt nữa. Đặc biệt cái me nó dẻo quẹo luôn nha, rồi trong miệng nó giống như là bạch nha các bạn, nhưng mà nó tất nhiên là nó không bằng bằng nha rồi, nhưng mà phải ngon. Này các bạn, nó rớt rồi như mực ong. Ngon quá. Cái này nhậu cũng ok lắm nha. Rồi thôi, xin chào các bạn nha.